ai đẹp nhất trong tứ đại mỹ nhân Trung Hoa? Tây Thi, Điêu Thuyền, Vương Chiêu Quân, Dương Quý Phi, mỗi người mỗi vẻ, tài sắc vẹn toàn nhưng đại bộ phận thơ ca, sách sử và dân chúng đều ngầm xếp hạng Tây Thi là hoa hậu. Tây Thi, tên là Thi Di Quang, là con một người kiếm củi, nàng dệt vải ở núi Trữ La, thuộc nước Việt thời Xuân Thu. Trữ La có hai thôn, thôn Đông và thôn Tây, nàng Thi là người ở thôn Tây, vậy nên gọi là Tây Thi. Tương truyền Tây Thi đẹp đến nỗi ngay cả khi nàng nhăn mặt cũng khiến người ta mê hồn. Khi nàng đi hái củi ở ngọn núi gần làng, những con chim ưng bay trên trời nhìn thấy Tây Thi quên mất cả vỗ cánh nên rơi xuống đất. Khi nàng giặt áo bên bờ sông, bóng nàng soi trên mặt nước sông trong suốt làm nàng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy nàng say mê đến quên bơi, dần lặn xuống đáy sông. Từ đó người trong vùng xưng tụng nàng là Tây Thi Trầm Ngư. Mắt nàng trong suốt, mày nàng phương phi, miệng chúm chím. Trong trận đánh quyết tử với nước Ngô, do không nghe lời can gián của Văn Chủng và Phạm Lãi nên vua nước Việt là Câu Tiễn bại trận, bị bên Ngô bắt sang làm con tin. Câu Tiễn quyết chí trả thù. Trước khi Câu Tiễn sang Ngô, Văn Chủng đã hiến cho vua 7 kế, trong đó có mỹ nhân kế, dân người đẹp mê hoặc vua Ngô. Trong vòng nửa năm, Câu Tiễn âm thầm sai Phạm Lãi tuyển 2.000 mỹ nữ, trong đó có Tây Thi. Mặc dù trên đường sang Ngô, nàng và Phạm Lãi đã phải lòng nhau nhưng không bộc lộ ra mặt mà luôn trung thành giúp sức cho Câu Tiễn vốn đang nhịn nhục tìm cách trả thù. Vua Ngô, Phù Sai, là một vị vua anh hùng, nhưng từ khi Tây Thi xuất hiện lại lơi lỏng việc nước, bỏ bê chính sự, ngày đêm cùng nàng chìm đắm trong xa hoa, hưởng lạc, dần mất hết ý chí. Sau khi sống với Phù Sai lâu năm, Tây Thi đã dần yêu Phù Sai thật sự. Tây Thi cùng Ngũ Tử Tư, người chống đối Tây Thi khi nàng mới vào cung nhưng sau này đã nể nàng vì văn chương uyên bác và có lòng thành thật sự với nhà vua, khuyên nhà vua không nên đánh Tề. Lúc này Phù Sai đã tín nhiệm Câu Tiễn cộng với tham vọng làm bá chủ thiên hạ nên đã ra quân đánh Tề làm hao tổn nhân lực, thực phẩm, nhiều người chết. Trong khi đó Câu Tiễn thừa cơ hội đánh úp và đã chiến thắng chiếm được Ngô, thỏa mộng trả thù. 2. Vương Chiêu Quân, mỹ nhân Lạc Nhạn, chim nhạn sa. Vương Chiêu Quân được coi là á hậu trong tứ đại mỹ nhân của Trung Quốc. Vẻ đẹp chỉ xếp sau Tây Thi, nàng là một trong hai đại mỹ nhân của Triều Hán. Cùng với nàng Triệu Phi Yến, Chiêu Quân đi vào lịch sử như một người đẹp có nhiều cống hiến cho hòa bình giữa người Hán và người Hung Đô. Vương Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sinh ra trong một gia đình thường dân ở Hồ Bắc, khoảng năm 40 trước công nguyên đời Hán Nguyên Đế. Vì xinh đẹp nức tiếng nên nàng được tuyển vào nội cung. Khi nhập cung đổi tên thành Vương Chiêu Quân, Chiêu Quân thông thạo tứ nghệ gồm cầm, kỳ, thi, họa, đặc biệt nàng có biệt tài gảy đàn tỳ bà. Do đó trong tranh Chiêu Quân thường xuất hiện với một vẻ đẹp u buồn, choàng khăn đỏ, mặc áo lông, ôm đàn tỳ bà cùng với một con bạch mã. Tương truyền, vì số phi tần trong hậu cung của Hán Nguyên Đế quá đông nên hoàng đế ra lệnh cho các họa sĩ phải vẽ hình các cung phi để hoàng đế chọn. Vì từ chối đúc lót cho họa sĩ là Mao Diên Thọ, hậu quả bức chân dung vẽ Chiêu Quân thật xấu xí nên nàng không được Nguyên Đế để mắt tới. Năm 33 trước công nguyên, thủ lĩnh Hung Đô là Hô Hàng Tà đến kinh đô Trường An để tỏ lòng thần phục nhà Hán và đề nghị được trở thành con rể của Hán Nguyên Đế. Thay vì gả một công chúa cho thiền vu thì Hô Hàng Tà đã được ban cho năm cung nữ chọn từ hậu cung. Thời đó xứ Hung Đô xa xôi cách trở, một đi không hẹn ngày trở về. Người dân Hung Đô sống du mục trên các hoang mạc khô cằn, vì thế các cung nữ không ai dám sang. Duy chỉ có Vương Chiêu Quân bước ra tình nguyện lấy Hô Hàng Tà. Đến ngày hôn lễ giữa Hô Hàng Tà và Chiêu Quân, Nguyên Đế thấy nàng xinh đẹp nên rất hối tiếc. Ông bèn hạ lệnh mang bức tranh nàng ra xem, thì thấy bức tranh do họa sĩ Mao Diên Thọ vẽ không giống chân dung thật, bèn sai sử trảm thọ. Chiêu Quân lấy Hô Hàng Tà, tuy được sủng ái nhưng nàng luôn canh cánh nỗi buồn nhớ quê hương. Năm 31 trước công nguyên, Hô Hàng Tà chết. Theo tập quán nối dây của người Hung Đô, Chiêu Quân trở thành phi tần của thiền vu tiếp theo là Phục Chu Luy Nhược Đề, con trai lớn của Hô Hàng Tà. Công lao của Chiêu Quân không chỉ ở việc nàng tự nguyện gả sang Hung Đô. Hơn thế nữa, sau khi thành hôn với hai đời thiền vu,
chính nhờ tài sắc và sự khéo léo của nàng là nhân tố chính duy trì nền hòa bình giữa nhà Hán và Hung Đô kéo dài trên 60 năm, tránh cho dân lành kiếp nạn binh đao truyền thuyết Chiêu Quân xuất tái. Đi đến biên cương tả rằng, khi Chiêu Quân đi ngang một hoang mạc lớn, lòng nàng chan chứa nỗi buồn vận mệnh cũng như lìa xa quê hương. Nhân lúc ngồi lưng ngựa buồn u uất, liền đàn xuất tái khúc, một con ngỗng trời bay ngang, nghe nỗi u oán cảm thương trong khúc điệu liền ruột gan đứt đoạn và sa xuống đất, điển tích mỹ nhân lạc nhạn do đó mà có. 3. Điêu Thuyền, mỹ nhân bế nguyệt, trăng thẹn phải trốn đi. Điêu Thuyền, họ Nhiệm, tên Hồng Xương, sinh ở thời Đông Hán, 15 tuổi vào cung làm nữ tỳ chuyên phục vụ coi sóc trang phục cho các quan trong triều. Do vậy sau này đều gọi nàng là Điêu Thuyền, là chức danh thời đó. Nàng được đánh giá xếp thứ 3 trong số tứ đại mỹ nhân nổi tiếng Trung Quốc. Điêu Thuyền là bậc quốc sắc thiên hương, khuynh nước khuynh thành, thông minh hơn người. Tương truyền suốt 3 năm sau khi nàng ra đời, tất thảy hoa đào trong thôn nàng ở không nở hoa, vì thấy hổ thẹn trước sắc đẹp của nàng. Có lần đêm khuya, nàng đi dạo thưởng trăng, hằng nga thấy mình không sánh nổi, vội vã trốn sau mây. Vì vậy Điêu Thuyền còn được gọi là mỹ nhân bế nguyệt. Khác với Dương Quý phi gắn với vẻ đẹp tròn trịa theo tiêu chuẩn thời đường, Điêu Thuyền lại là mỹ nhân có dáng mạo mỏng manh, thước tha như liễu rủ, cử chỉ điệu bộ vô cùng trang nhã, thanh tú. Mỗi bước chân của nàng nhẹ nhàng như đang lướt trên mây. Năm 190, Lạc Dương có loạn chư hầu, vua tôi tán loạn tháo thân. Điêu Thuyền chạy ra khỏi cung, sau được quan Tư Đồ Vương Doãn thu nạp về phủ nhận làm con gái nuôi. Vương Doãn là quan to trong triều Hán nhưng quyền lực khi đó thuộc về Thái sư Đổng Trác. Trác có người con nuôi là lão bố sức khỏe địch muôn người nên trong triều không ai dám cãi. Nhận thấy sắc đẹp, tài trí và lòng hiếu thảo của Điêu Thuyền, Tư Đồ Vương Doãn nảy ra kế liên hoàn được sắp đặt công phu nhằm ly gián cha con Đổng Trác và lão bố. Vương Doãn một mặt mời lão bố đến phủ, sai Điêu Thuyền quyến rũ lão bố, mặt khác gả Điêu Thuyền cho Đổng Trác, sau đó vu cho ông bố nuôi phỏng tay trên khiến lão bố căm tức, phẫn nộ. Vì mê mệt sắc đẹp của Điêu Thuyền, năm 192, được sự giúp đỡ của Vương Doãn, lão bố nhân cơ hội thuận lợi để giết cả gian thần Đổng Trác. Chính kế sách ly gián của Vương Doãn và Điêu Thuyền đã giết Đổng Trác, là việc mà 18 lộ chư hầu binh hùng tướng mạnh của Viên Thiệu không làm được. 4. Dương Quý Phi, mỹ nhân tu hoa, hoa thẹn vì không đẹp bằng. Dương Quý Phi, tên thật là Dương Ngọc Hoàng, sinh năm 719 và mất năm 756. Sắc đẹp tuyệt trần, tinh thông ca vũ, được hậu thế tôn vinh là một trong tứ đại mỹ nhân lịch sử Trung Hoa. Mồ côi cha mẹ khi mới lọt lòng, cô bé Ngọc Hoàng bị mang tiếng cao số, khắc song thân. May có người chú làm quan ở Hà Nam nhận về nuôi dưỡng, nhờ đó Ngọc Hoàng mới thoát khỏi kiếp nạn làm trẻ mồ côi, bị bơ vơ ghẻ lạnh. Từ Thục Châu đến Hà Nam, không chỉ cho Ngọc Hoàng một mái ấm gia đình, mà đây còn là bước ngoặt thay đổi số mệnh của nàng. Năm 734, con gái của Đường Huyền Tông là Cảm Nghĩa công chúa mở tiệc thành hôn. Ngọc Hoàng may mắn được tham dự. Tối đó bị tiếng sét ái tình trước sắc đẹp của Ngọc Hoàng, em trai của Cảm Nghĩa công chúa là Thọ Vương Lý Mạo về đời mẹ là Võ Huệ Phi, phi tử được sủng ái nhất của Đường Huyền Tông, cưới bằng được Ngọc Hoàng và phong nàng là Thọ Vương Phi. Bước chân vào phủ Lý Mạo, Ngọc Hoàng có cơ hội được học đàn hát, ca múa và các phương pháp làm đẹp vốn chỉ dành cho phụ nữ thượng lưu thời đó. Năm 737, mẹ chồng của Ngọc Hoàng là Võ Huệ Phi qua đời, thấy Huyền Tông đau xót trước cái chết của ái phi, không màng sủng ái bất cứ phi tần nào trong tam cung lục viện. Có người tiến cử với Huyền Tông Dương Ngọc Hoàng có sắc đẹp tuyệt trần. Theo ghi chép của Tân Đường Thư, tháng 10 năm 740, Huyền Tông lấy danh nghĩa cầu phúc cho mẫu thân là Đậu Thái Hậu, ra ý chỉ lệnh Dương Ngọc Hoàng xuất gia làm nữ đạo sĩ, đạo hiệu là Thái Chân, đồng thời chỉ hôn con gái của Vĩ Chiêu Huấn cho Lý Mạo, thế làm Thọ Vương Phi, sau đó mới lập Dương Ngọc Hoàng làm Quý Phi, phế bỏ Vương Hoàng Hậu. Từ đó trong cung Dương Quý Phi cũng tương đương như Hoàng Hậu. Sau khi hợp thức hóa được việc biến con dâu thành phi tần của mình, Đường Huyền Tông hết mực say đắm, sủng ái Ngọc Hoàng. Ông còn tuyên bố trước toàn thể hậu cung, trẫm có được Dương Quý Phi, giống như có được bảo vật.
Thời Đường, khi xã hội phát triển phồn thịnh về mọi mặt, người phụ nữ được cho là đẹp, hấp dẫn thì phải tròn trịa mập mạp. Trong thành ngữ tiếng Hoa ngày nay vẫn còn câu Yến ốm hoàng mập, Yến là chỉ người đẹp thời Hán, Triệu Phi Yến, Hoàng là chỉ Dương Ngọc Hoàng thời Đường. So với ba người đẹp trong tứ đại mỹ nhân, Dương Quý Phi Ngọc Hoàng có sắc đẹp được ví là tu hoa, nghĩa là sắc đẹp của nàng khiến Hoa phải xấu hổ. Sau khi vào cung, Ngọc Hoàng buồn nhớ quê hương, nhớ gia đình. Một ngày, nàng đến hoa viên thưởng hoa giải khuây, nhìn thấy hoa mẫu đơn, nguyệt quý nở rộ, nghĩ rằng mình bị nhốt trong cung, uổng phí thanh xuân, bèn than thở. Hoa ơi hoa, ngươi mỗi năm mỗi tuổi đều có lúc nở, còn ta đến khi nào mới có được ngày ấy? Lời chưa dứt nước mắt đã tuôn rơi, nàng vừa sờ vào hoa, hoa chợt thu mình, lá xanh cuộn lại. Nào ngờ, nàng sờ phải loại hoa trinh nữ, cây xấu hổ. Lúc này một cung nữ nhìn thấy người cung nữ đó đi đâu cũng nói cho người khác nghe việc ấy. Từ đó mọi người gọi Dương Ngọc Hoàng là mỹ nhân tu hoa. Dù sở hữu nhan sắc tuyệt đẹp khiến bao người mê mẩn, song bốn nàng mỹ nữ tại Trung Quốc thời xưa vẫn có những khiếm khuyết không thể sửa chữa được trên cơ thể. Từng nổi danh trong lịch sử Trung Hoa bởi nhan sắc khuynh nước khuynh thành, thậm chí còn khiến các nhân vật quyền lực nhất thời bấy giờ phải bỏ bê triều chính mà cung phụng hết lòng. Thế nhưng bốn mỹ nhân trứ danh như Tây Thi, Dương Quý Phi, Vương Chiêu Quân và Điêu Thuyền vẫn không thể tránh khỏi những khiếm khuyết đáng tiếc giống như nhiều cô gái thời nay. Chân to, vai lớn, có mùi cơ thể hay thậm chí là sở hữu đôi tai chuột kém xinh. Tây Thi có tên thật là Thi Di Quang, một đại mỹ nhân vào thời Xuân Thu và cũng là người khiến vua Phù Sai phải chết mê chết mệt, dẫn tới họa diệt vong của nước Ngô. Tuy làm nghề dệt vải ở vùng núi Trữ La, Gia Lãm, nay là Chư Kỵ chứ không phải Lá Ngọc Cành Vàng hay con nhà Trâm Anh, song nhờ có ngũ quan đoan chính, phấn diện đào hoa, tướng mạo hơn người mà nhan sắc của nàng mới được người đời sau ví như Trầm Ngư. Có nghĩa cá dưới nước phải cảm thấy xấu hổ trước vẻ đẹp ấy mà lặn đi nơi khác. Dẫu vẻ đẹp của Tây Thi được sử sách ca ngợi như vậy, song ít ai biết rằng do sở hữu đôi chân quá to và thô nên khi nàng bước xuống suối giặt đồ, đàn cá mới cảm thấy thất vọng mà lặn luôn xuống đáy. Để khắc phục điều này, mỹ nhân thời Xuân Thu bèn may một chiếc váy với độ dài chấm gót nhằm che đi nhược điểm trên cơ thể của mình. Nếu không nhìn thấy đôi chân ấy thì ắt hẳn người ta sẽ phải thốt lên rằng Tây Thi chính là đại diện cho sự hoàn hảo mà các cô gái khác luôn muốn hướng tới. Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàng, là sủng phi của vua Đường Huyền Tông Lý Long Cơ. Người đẹp này mang sắc vóc đậm đà, khuôn mặt diễm lệ cùng nước da miệng màng theo quan niệm cổ đại. Ngoài ra, chuyện tình giữa nàng và bậc vương quyền thời Đường cũng hay được nhắc tới với khung cảnh ước lệ cùng sự xa hoa tột đỉnh. Nhưng chính sự yêu chiều một cách thái quá mà Đường Huyền Tông dành cho người đẹp đã khiến cả triều đại hưng thịnh dần rơi vào tình cảnh suy vong. Dương Quý Phi rất thích đi dạo ở ngự hoa viên. Tương truyền do sở hữu vẻ đẹp rực rỡ khiến các đoá hoa cũng phải cúi đầu, không dám nở nên nàng mới được sử sách mệnh danh là mỹ nữ tu hoa. Nhưng trái ngược với lời ca ngợi trên, dân gian lại đồn đại rằng nàng có mùi cơ thể kém hấp dẫn quá mức nên hoa mới không nở nổi, chứ không phải do nó xấu hổ mà tự khép mình lại. Để khắc phục nhược điểm, vị quý phi nhà Đường thường phải hái những bông hoa thơm nhất rồi hòa vào nước tắm mỗi ngày. Nhiều người còn ví von sự ra đời của nước hoa được bắt nguồn từ sự tích đó. Vương Chiêu Quân tên thật là Vương Tường, sống vào thời nhà Hán. Nàng đã khiến bao nam nhân thời đó phải si mê trước nhan sắc lạc nhạn, có nghĩa chim đang bay cũng phải ngẩn ngơ, ngừng vẫy cánh mà rơi xuống đất. Dù sinh ra trong một gia đình bình thường tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, song nhờ khuôn mặt thanh tú, trí tuệ vượt bậc lại giỏi hết cầm, kỳ, thi họa nên mỹ nữ họ Vương sớm lọt vào nội cung của vua Hán Nguyên Đế từ năm 14 tuổi. Sở hữu tướng mạo hơn người, song Chiêu Quân lại có một khiếm khuyết không thể sửa chữa được là đôi vai lệch. Do mặc gì cũng khó nên nàng phải tự thiết kế chiếc đệm vai bằng vải, hoặc đôi khi mặc áo với phần lông vũ gắn lệch sang một bên để che đi nhược điểm. Có thuyết cho rằng, đàn chim nhạn đang bay bỗng nhiên sa xuống dưới vì tưởng nhầm phần lông trên áo của nàng với cỏ,
chứ không phải vì lý do nào khác. Điêu Thuyền là mỹ nhân xinh đẹp với tài năng ca múa thượng thừa vào thời Tam Quốc, vốn nổi tiếng trong tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa vì đã khiến vị thần tướng Lã Bố ra tay giết chết con nuôi chỉ bằng một câu nói nũng nịu. Sắc đẹp của nàng được ví như bế nguyệt, tức mặt trăng phải xấu hổ trước dung nhan ấy mà giấu mình đi. Cứ ngỡ dung nhan thanh tú, thuộc hàng tuyệt sắc giai nhân của Điêu Thuyền không có gì đáng chê, tuy nhiên, nàng lại sở hữu một đôi tai rất nhỏ, mà người ta thường gọi là tai chuột. Do quan niệm thời xưa vốn xem trọng tướng mạo, đôi tai phải to thì mới có phúc nên mỹ nhân này thường che đi khuyết điểm bằng cách đeo những đôi bông tai khá nặng với họa tiết trang trí cầu kỳ. Tương truyền, đôi bông tai đính ngọc của Điêu Thuyền thường trở nên lấp lánh mỗi khi nàng ngồi thơ thẩn ngắm trăng bên vọng nguyệt lầu. Điều ấy khiến vẻ đẹp của người con gái thời Tam Quốc càng thêm phần kiều diễm, làm bao bậc vương quyền phải say đắm khôn nguôi.